Ôi, nào xem nào, món gì ngon à, đây rồi. Oh yeah. Này, ông mừng tuổi này, hai anh trông lớn nè, nha. Còn đây, đây, này, ngoan ngoãn học giỏi chưa? Đấy, sang năm thì cố gắng mà lấy học sinh tiên tiến, nha. Anh ơi. Rồi, gì đây? Em nay nay ông ấy dậy xem nào. Anh ơi. Chú ơi. Anh ơi. Trời ơi, chứ mày là đi rượu mà. Dậy về đi. Chúc Tết nằm bất tỉnh luôn trên xe. Rồi, ta xe và chưa vào chế bẹ đường rồi. Ông anh này làm diễn viên nên gì? Tuyệt vời. Không biết là tình trạng anh em thế nào vậy. Và để ủng hộ cho những video mới thì anh em đừng quên click vào đây để xem. Cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Để tôi tin tức. Xin chào.